xin cảm ơn các anh chị, các anh chị khỏe không? tối qua ngủ có ngon không? tối qua các anh chị ngủ có ngon không? ngon hả? sáng nay ăn sáng đầy đủ hết chưa? trước hết thì tôi đặc biệt cảm ơn chị Tuyết là người khởi xướng cái chương trình đào tạo để mà tôi có cái vinh dự ngày hôm nay chia sẻ với các anh chị về chủ đề kinh doanh cũng đồng thời cảm ơn ban lãnh đạo của công ty đã tạo điều kiện để mà tôi ở từ từ bên hoa kỳ bay về việt nam cách đây vài hôm để phục vụ cái chương trình này của các anh chị trong một ngày làm việc tức là từ buổi sáng cho đến chiều chúng ta sẽ tập trung vào cái chuyên môn kinh doanh và tôi hy vọng rằng với những cái trải nghiệm kinh doanh quốc tế cũng như nội địa thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị những cái bí quyết tập trung thẳng vào cái công việc mà chúng ta đang thực hiện tôi sẽ không nói nhiều về lý thuyết hay là những cái mà các anh chị có thể tham khảo ở trên mạng hay là trong sách nhưng tôi sẽ chia sẻ với các anh chị những cái kinh nghiệm thật, những cái nguyên tắc về hiểu khách hàng, nắm bắt tâm lý của họ để chúng ta chốt được đơn hàng, hạn chế tối đa những sự trì hoãn đáng tiếc khiến cho cơ hội kinh doanh nó trôi qua. Thì trong cái cách làm việc của tôi đó là sẽ tương tác cao với các anh chị hiệu quả của cái chương trình này có cao hay không phụ thuộc rất nhiều vào những câu hỏi của các anh chị. Bởi vì khi các anh chị đặt ra cái câu hỏi đó thì tôi mới đáp ứng được bằng những cái giải pháp chia sẻ với các anh chị. Cũng sẽ có những cái hoạt động, những cái trò chơi vài phút vân vân.